Hello, xin kính chào đại gia đình nha. Thì hiện tại là gia đình mình đã có mặt tại Đà Nẵng và đang ở khách sạn của anh Quốc, là anh Bi của mình đó. Thì mọi người bây giờ ra tới đây thì bắt đầu bây giờ bão số 9 đạp vào rồi mọi người. Đang chưa vào cái giai đoạn nước rút, nhưng mà hiện tại là từ tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay là gió rất mạnh, cây cối xô ngã liên tục, rất là kinh khủng. Lại lại là mới chưa mới chỉ là thoáng qua chứ rồi chưa có gọi là tâm bão nha mọi người nha. Mọi người coi cây nè, chút mình sẽ xuống kia mình quay cho mọi người coi nó thực tế hơn. Bên trên, bên trên nghe là gió riết luôn ạ. Hồi nãy mở cửa ra là đẩy được tấn người lại. Mọi người thấy cây không? Mà từ tối hôm qua tới giờ là vậy đó, cái cây không yên luôn ạ. Mà đây là mới dự báo là gió mưa đó. Mà đây mới dự báo là đó, mọi người thấy ghê không? Đó. Dự báo là rìa thôi, tới ngày hôm nay bắt đầu chính thức tâm bão còn cách đất liền khoảng 100 km. Tức là giờ tới chiều nó sẽ khủng khiếp hơn nữa mọi người. Đó. Từ ngày hôm qua giờ là hả, đi tới đâu cũng thấy á, là người dân người ta đổ xô nhau đi mua bao cát nè, đổ xô nhau đi làm những cái vật dụng cần thiết, rào cửa, chắn cửa lại, cột băng keo mấy cái cửa kiến lại hết. Tình hình chuẩn bị rất là căng thẳng đó. Thì bây giờ mình sẽ xuống sảnh để mình quay tiếp cho mọi người coi đường phố ở dưới như thế nào nha. Rồi thì mình sẽ ăn sáng đó. Tại vì bây giờ ra đây mà bây giờ ngay cái bão này, gia đình mình bị kẹt lại đây luôn, chứ không có đi thì cũng không về được. Nên thật sự là khi mình đi á, mình lên tàu rồi thì mình mới đọc tin tức là bão nó vào là coi như xong rồi. Thành ra nó mà cũng không, mình chỉ để ý là cái bão số 8 thôi. Vì cái bão số 8 là mình thấy nó còn áp thấp nhiệt đới, nó ok rồi, nó không sao. Mà ai ngờ là chuyển qua đây là bây giờ bắt đầu bão siêu bão. Rồi thôi bây giờ mình đi xuống dưới nữa. Các bạn, đây là tình hình trước khách sạn này. Hiện tại là không ai đi ra đường hết. Nhà thì đóng cửa, không ai đi ra đường. Các bạn thấy không? Đây là cái góc ngã tư. Chỗ khách sạn của anh Quốc mình là ở 191 Đà Đống Đa, thành phố Đà Nẵng mọi người. Đó, gió này. Wow, thiếu mà mọi người thấy ghê không? Rất ít người dám đi ra đường. Đó. Để một lát nữa mình lên tới tầng ngoài, mình ra ngoài sân thượng, mình quay cái đường xa cho mọi người coi. Tiếp. Đây là mới có rìa thôi đó nha mọi người nha, chưa gọi là bão đó nha. Mọi người thấy xa xa đó, cái chỗ đó là rào rồi đó, chắn lối luôn đó mọi người. Được. Mẹ mình là mọi người. Ủa mẹ đâu, mẹ đi bếp làm gì mẹ? Mẹ vô mẹ phụ với chị này nè, hôm nay là không có đi ăn ngoài được cả nhà ơi. Thì mai á mua đồ ăn, mua đồ bỏ đầy đủ hả? Mai mua đồ ăn lên để mình nấu ăn cùng với mấy chị em trong khách sạn rồi đó nha. Tiếp tế lương thực và anh My chuẩn bị đồ ăn cho mình. Thì thực sự bảo chuẩn bị vô rồi mọi người. Mai mua đồ ăn nè. Rau hả? Que. Sáng chị rau hả? Sáng ở đây là cá. Sáng ở đây là buffet mọi người, chỗ này buffet nên mọi người đang dọn dẹp. Sáng mọi người bảo nó xuống không có kịp á, cả nhà biết sao không? Vậy chị. Mọi người ở trong cái khách sạn của mình đó không có đi ra ngoài ăn được, cho nên nó đông thì cực đông luôn. Bởi phải chuẩn bị khẩu phần là nhiều hơn mọi bữa chắc. Nhiều hơn. Các bạn, nay ăn mì gói mọi người, hơi lên xuống trễ quá thì không còn gì để ăn. Tại vì những cái ngày bão như thế này á,
thì cũng chuẩn bị những cái phần ăn sáng là buffet, nhưng mà hả, có khi hả mọi người không có ăn ở trong khách sạn mà mọi người đi ra ngoài, tại vì các bạn biết là ở Đà Nẵng thì có rất là nhiều cái đặc sản, món ăn. Ngày hôm nay bão lũ là không có ai đi ra đường hết luôn, nên mình dậy trễ nên là hả cháy hàng. Mọi người đợi một chút mình đi lấy cái muỗng. Xin mời mọi người cùng ăn sáng. Buổi sáng đạm bạc nha mọi người nha. Hôm nay đúng đạm bạc luôn, mì tôm là đúng đạm bạc luôn. Nhưng mà không phải gì hết đó, mình muốn làm một cái video cho mọi người xem cái cảnh của Đà Nẵng ngày hôm nay là bão vào nó sẽ như thế nào mọi người. Thì hiện tại bây giờ không có đi đứng rục rịch gì được hết, tiến thoái lưỡng nan luôn. Ra rồi bắt đầu nghe tin bão vô là không dám đi Huế. Nên là phải ở lại. Phải ở lại để mà hả chờ bão rút. Bắt đầu mình mới đi di chuyển mọi người ạ. Ở đây trong cái quá trình ở đây, ngày ở đây thì sinh hoạt như thế nào thì mình cũng muốn chia sẻ đến mọi người. Trưa nay mẹ và cái chị và bếp ở đây á sẽ nấu ăn cho tất cả nhân viên ở đây cũng như gia đình mình ăn luôn. Thì chị Mai đã mua sẵn đồ ăn hết rồi mọi người. Mai rất là chu đáo. Gió khủng khiếp mọi người, quá trời mạnh luôn á, ghê thiệt. Lần này coi như là mình ra đây là đúng dịp tâm bão là mình trải nghiệm được luôn á. Ngày hôm qua mình thấy cái công tác chuẩn bị phòng chống bão của những người dân ở đây á rất là tấp nập hối hả. Quán xá là đóng cửa hết, không có mở cửa. Chỉ những cái quán bình thường thì quán như quán ăn, quán nhậu thì đóng cửa hết. Để chuẩn bị gần gịch chằn kéo hết tất cả những cái chặt hết những cái cây cao. Chính quyền ở Đà Nẵng là ngày hôm qua là thấy là cho những công ty cây xanh tới chặt hết những cái cây cao mé hết, tề hết những cái nhánh lá để mà bảo hạn chế được cái mức mà rủi ro cao nhất luôn mọi người. Cái công tác phòng chống cảnh sát rồi tất cả ở đâu cũng chuẩn bị thực hiện nghiêm túc lắm. Ba mình làm sao mình ha. Bà thấy ăn gì? Ăn mà bánh mì rồi. Chào mọi người nha. Nay gia đình mình ra tới Đà Nẵng này mà bão dữ lắm luôn. Bây giờ phải cặt ở Đà Nẵng ở chỗ khách sạn của cháu mình hả mọi người. Để chờ cho nó qua cái bão này mình bắt đầu mới tiếp tục đi tiếp. Bão rất là lớn luôn, cơn bão này nó mạnh dữ lắm luôn. Mọi người dự đoán là cơn bão này nó giống như cơn bão 2006. Mà đã tàn phá rồi, Đà Nẵng rất là nặng. Cầm bên trên lầu rồi. Bây giờ ăn xong chỉ lên lầu nằm nữa, không làm được gì hết. Hôm qua giờ theo dõi là những cái đoàn xe từ miền Nam ra tới cứu trợ Quảng Bình và kẹt hết trơn. Bão số 9 quá trời thương luôn. Mua thôi chứ không phải chờ đâu.
phải là mua bình thường không? Mua bình thường rồi. Cái mà không đủ mì tôm, chả đủ mì tôm. Không, không phải nhảy được đâu, cô đi. Không phải nhảy được đâu, cô đi. Không phải nhảy được đâu, cô đi. Nhưng mà cô ra tập nhẹ, có thể xảy ra 2 giờ chưa? À. Bây giờ rối nè à, bị bắt đầu bây giờ bạn tính tới phương án là ăn trưa chỉ ăn có gia đình mình thôi, bây giờ mà phục vụ ăn trưa cho khách là không có đủ đồ ăn để phục vụ. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái video ở đây mọi người, rồi khi mình sẽ quay trở lại cho mọi người cái video sau. Nếu mà Bảo trực tiếp vào sẽ ghi lại cái hình ảnh chia sẻ đến mọi người, cho mọi người biết được cái cơn bão miền Trung nó khủng khiếp như thế nào nha mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai.